fa chou, ưu sầu, buồn, lo. 那个年轻人好像正在为什么事发愁。 那个年轻人好像正在为什么事发愁。 Người thanh niên kia hình như đang lo về chuyện gì đó. Phá tá, phát triển, thịnh vượng. Sang Hải 是一个经济很发达的城市。 Sang Hải 是一个经济很发达的城市。 Thượng Hải là một thành phố kinh tế rất phát triển. Phản ứng, trái lại, ngược lại. Tha xiang an wei tha, mấy xiang dao phản ứng sử tha gèng shang xin. Tha xiang an wei tha, mấy xiang dao phản ứng sử tha gèng shang xin. Bạn ấy muốn an ủi cô ấy, không ngờ lại làm cô ấy càng đau lòng hơn. Phản ứng, phản ứng. 我跟他说了那么多，他依然没有任何反应。 Tôi nói với anh ấy rất nhiều, nhưng anh ấy vẫn không có phản ứng gì. Phương án, kế hoạch. Công sư lĩnh tạo chia sâu là tha thí chú đã chia chuyện phương án. Công sư lĩnh tạo chia sâu là tha thí chú đã chia chuyện phương án. Lãnh đạo công ty đã đồng ý phương án giải quyết của anh ấy nêu ra. Phương sư, phương thức, cách, kiểu. Rân minh đời sân hóa sủy phình thí cao là sân hóa phương sư dễ dầu hẳn tạ đã biên hoa. Rân minh đời sân hóa sủy phình thí cao là sân hóa phương sư dễ dầu hẳn tạ đã biên hoa. Mức sống của người dân nâng cao rồi, cách sống cũng thay đổi rất lớn. Phảng phú, hình như, giống như. Nán Chinh Tráng Giang Đa Chảo, phảng phú y thiếu chư lông, hẳng khoa dài giang miên sang. Nán Chinh Tráng Giang Đa Chảo, phảng phú y thiếu chư lông, hẳng khoa dài giang miên sang. Cầu Trường Giang Nam Kinh, giống như một con rồng to, bắt ngang qua mặt sông. Phân biệt, ly biệt, chia tay, phân biệt, khác nhau. Phân biệt là 10年的朋友, 终于又见面了. Phân biệt là 10年的朋友, 终于又见面了. Bạn bè chia tay 10 năm, mãi mới được gặp lại. 这种和那种有什么分别? 这种和那种有什么分别? Loại này và loại kia có khác gì nhau? Phân bố, giải rác. 这种植物主要分布在热带地区. 这种植物主要分布在热带地区. Thực vật này chủ yếu phân bố ở khu nhiệt đới. Phân析, phân tích. 以上的分析表明我们的做法是对的. 以上的分析表明我们的做法是对的. Phân tích trên tỏ rằng cách chúng mình làm là đúng. Phân phân, sôi nổi, nhộn nhịp, tới tấp. Điện ảnh 结束了, 观众们纷纷走出电影院. Điện ảnh 结束了, 观众们纷纷走出电影院. Vừa kết thúc phim, khán giả nhộn nhịp đi ra rạp phim. Phân số, phong tục, tục lệ. Cơ quốc đa phân số xí quan, đa bù xiang thống. Cơ quốc đa phân số xí quan, đa bù xiang thống. Phong tục tập quán của các nước khác nhau rất nhiều. Phân, điên. Tha phá chỉ khoáng lại, xiang thấu phân nhiều. Tha phá chỉ khoáng lại, xiang thấu phân nhiều. Anh ấy phát cuồng lên như một con bò điên. Phú, đỡ, dìu. Nài nài dầu lưu bù phang biện, dầu lưu sử, xu yào yếu rừng phú trợ. Nài nài dầu lưu bù phang biện, dầu lưu sử, xu yào yếu rừng phú trợ. Bà đi bộ không tiện, khi đi bộ phải cần người đỡ. Phú trang, trang phục, thời trang.
他在大学里学的是服装设计专业。Chuyên ngành đại học của anh ấy là thiết kế thời trang. Phụ, phụ, phó, thứ, phụ. Ta是我们公司市场部副经理. Anh ấy là phó giám đốc của bộ phận thị trường trong công ty chúng ta. Cải tiến, cải thiện. 我们的工作还有很多地方需要改进。Công việc của chúng mình còn có rất nhiều nơi phải cải tiến. Cán chỉnh, tranh thủ, khẩn trương, nhanh chóng. Tha thu rán yên đảo là, vò mến cán chỉnh bà tha xông đào y yên. Tha thu rán yên đảo là, vò mến cán chỉnh bà tha xông đào y yên. Anh ấy bỗng nhiên bị ngất, chúng mình nhanh chóng đưa anh ấy đến bệnh viện. Cản chi, cảm kích, biết ơn, cảm ơn. 谢谢你帮了我这个大忙，我都不知道怎么感激你才好。 谢谢你帮了我这个大忙，我都不知道怎么感激你才好。 Rất cảm ơn bạn đã giúp đỡ, tôi chả biết cảm ơn thế nào thì phải. Cảm sâu, cảm nhận. 你这样做有考虑到我的感受吗? 你这样做有考虑到我的感受吗? Bạn làm như thế có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Càn hóa, làm việc. 一到干活的时候,他就不见了。 Đến lúc làm việc là bạn ấy biến mất. Cao tăng, hàng tốt, giá cao, cao cấp. 这家超市专门经营高档商品。 Siêu thị này chuyên kinh doanh mặt hàng cao cấp. Cao chí, cao cấp, bậc cao, cấp cao, hảo hạng. 明天他要去胡志明参加一个高级别会议。 Ngày mai anh ấy phải vào Hồ Chí Minh tham gia một cuộc họp cấp cao. Cáo biệt, từ biệt, cáo biệt, cáo từ. Tha yi yi de xiang wo men gao bie, ran hou tou ye bu hui de li kai le. Tha yi yi de xiang wo men gao bie, ran hou tou ye bu hui de li kai le. Anh ấy từ biệt từng người một với chúng tôi, sau đó đi luôn. Cớ vai, đặc biệt, vô cùng, cực kỳ. 那是我第一次去欧洲, cớ vai de xin phân. 那是我第一次去欧洲, cớ vai de xin phân. Đó là lần đầu tiên tôi đi châu Âu, cực kỳ phấn khởi. Cơ bỉa, riêng lẻ, hiếm có. Chú là cơ bỉa de thống xuế, đa đô su de xuế sân đâu chuan xiao phú là. 除了个别的同学,大多数的学生都穿校服了. Ngoài mấy bạn học sinh lẻ tẻ, phần lớn học sinh đều mặc áo đồng phục rồi. Cơ rấn, cá nhân tôi. 请你提供一下个人信息. Xin bạn cung cấp thông tin cá nhân. Cơ tư, riêng phần mình, từng người. Mỗi cơ rấn đều yếu cơ tư zuo shi de phang fa. Mỗi cơ rấn đều yếu cơ tư zuo shi de phang fa. Mỗi người đều có cách làm việc riêng của mình. Cân, dễ cây. Zhe ke shu wo yi jing zhong le yi ge yue le, hai mei zhang gen. Zhe ke shu wo yi jing zhong le yi ge yue le, hai mei zhang gen. Cây này tôi đã trồng một tháng rồi mà vẫn chưa mọc rễ. Công trình sư, kỹ sư. 他是一位经验丰富的工程师, 我们要好好向他学习。
我们要好好向他学习. Anh ấy là một kỹ sư giàu kinh nghiệm, chúng mình nên học hỏi với anh ta. Công cụ, công cụ, công cụ, phương tiện. Tự hành xe là một loại vừa tiện lợi vừa hoàn bảo của giao thông công cụ. Tự hành xe là một loại vừa tiện lợi vừa hoàn bảo của giao thông công cụ. Xe đạp là một loại phương tiện vừa tiện lợi vừa bảo vệ môi trường. Công nhân, công nhân, công nhân. Công trạng lý chỉ xu kỹ sư xiên xú của công nhân. Công trạng lý chỉ xu kỹ sư xiên xú của công nhân. Nhà máy đang cần gấp công nhân có kỹ năng. Công viên, công viên, công nguyên. Chính sử hoàng ở công nguyên 221 năm thống nhất Trung Quốc. Chính sử hoàng ở công nguyên 221 năm thống nhất Trung Quốc. Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc vào công nguyên 221. Công năng, công năng, công năng, chức năng, tác dụng. Hiện tại của điện thoại xin tăng là hẳn đô sử dụng của công năng. Hiện tại của điện thoại xin tăng là hẳn đô sử dụng của công năng. Điện thoại bây giờ đã tăng thêm rất nhiều chức năng thực dụng. Cú cụ, cú cụ, cô. 我打算下个月去巴黎看我姑姑。 我打算下个月去巴黎看我姑姑。 Tôi định tháng sau đi Ba Lê thăm cô tôi. 姑娘, 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 con gái. 她是一个既善良又美丽的小姑娘。 她是一个既善良又美丽的小姑娘。 Cô ấy là một con gái vừa hiền vừa xinh đẹp. 古代, 古代, thời cổ, ngày xưa. 在博物馆里收藏了很多古代的物品。 在博物馆里收藏了很多古代的物品。 Trong bảo tàng thu thập rất nhiều đồ cổ. 古典, 古典, 古典. 我喜欢古典音乐,不喜欢流行音乐。 我喜欢古典音乐,不喜欢流行音乐。 Tôi thích âm nhạc cổ điển, không thích nhạc pop. Cụ thậu, cụ thậu, xương. Tha dùng nếu cụ thậu lại tuân thăng. Tha dùng nếu cụ thậu lại tuân thăng. Anh ấy dùng xương bò để nấu canh. Cụ tình, cụ tình, cố định. 我们把书架牢牢地固定在墙上. 我们把书架牢牢地固定在墙上. Chúng mình cố định chắc chắn cái giá sách ở trên tường. Quan bị, quan bị, đóng, đóng cửa. Công trạng quan bị hậu, hẳn đua công nhân sư yê lạ. Công trạng quan bị hậu, hẳn đua công nhân sư yê lạ. Sau khi nhà máy đóng cửa, rất nhiều công nhân bị thất nghiệp. Quang lính, quang lính, đến dự. Tha sư trơ gia phan tiền đờ lão cu khờ, chinh tráng quang lính trơ lý. 他是这家饭店的老顾客,经常光临这里. Bạn ấy là khách quen của quán ăn này, thường xuyên đến đây. Quang xiên, quang xiên, ánh sáng, tia sáng. 这里光线不足,我们无法在这里工作. 这里光线不足,我们无法在这里工作. Ở đây không đủ sáng, chúng tôi không thể làm việc ở đây. Quảng ta, quảng ta, rộng rãi, nhiều, đông đảo. Quảng ta de ren min chun zhong yao qiu, yan cheng fu bai fen zi. Quảng ta de ren min chun zhong yao qiu, yan cheng fu bai fen zi. Đông đảo quần chúng nhân dân yêu cầu nghiêm trị bọn phần tử cố hữu. Quảng phan, phổ biến, rộng rãi, đông đảo. Tha de xin chu ai hao shi fen quảng phan. 他的兴趣爱好十分广泛. Sở thích của bạn ấy rất rộng. Quy luật, quy luật, quy luật. 不规律的生活习惯容易引起各类慢性病. 不规律的生活习惯容易引起各类慢性病. Thói quen sinh hoạt không có quy luật dễ gây ra các loại bệnh mãn tính. 规则, 规则, quy tắc. Nội quy, luật lệ. 我们每个人都应该遵守交通规则.
我们每个人都应该遵守交通规则。总命念敦土乱交通。锅锅给我把鸡放进锅里，加入适量的水炖30分钟。把鸡放进锅里，加入适量的水炖30分钟。Cho gà vào nồi, cho thêm nước vừa phải, ninh 30 phút. Quả rán, quả rán, quả nhiên, đúng là, quả là. Zuo wǎn de tiān qì yù bào shuō, jīn tiān xià yǔ, quả rán jīn tiān zhēn de xià yǔ le. Zuo wǎn de tiān qì yù bào shuō, jīn tiān xià yǔ, quả rán jīn tiān zhēn de xià yǔ le. Dự báo thời tiết tối qua nói, hôm nay mưa, hôm nay đúng là mưa thật. Quả sứ, quả sứ, quả, thành quả. Chính đa gia trân xí nông minh đà lao động quả sứ, bù yào lăng phê liang sứ. Chính đa gia trân xí nông minh đà lao động quả sứ, bù yào lăng phê liang sứ. Xin mọi người quý trọng thành quả lao động của nông dân, đừng lãng phí lương thực.